Nguyễn Mạnh Phái được một đối tượng ở khu vực biên giới phía Bắc nhờ chuẩn bị kho để tàn trữ pháo khối lượng khủng, chuẩn bị mang vào miền Nam tiêu thụ. Phái khai nhận, năm 2020, anh ta quen một đối tượng ở khu vực biên giới phía Bắc và thường trò chuyện qua tài khoản mạng xã hội WeChat. Thời gian sau, Phái rủ tên này về thường tính chơi. Đến tháng 9, đối tượng trao đổi với Phái về việc nhờ Phái chuẩn bị kho để chứa một số lượng lớn pháo nổ cho Trung Quốc sản xuất, dự định đến cuối năm sẽ vận chuyển vào khu vực phía Nam tiêu thụ. Nếu phái đồng ý thì sẽ trả công thuê nơi tập kết 10 triệu đồng một tháng. Phái đã đồng ý và thuê lại phòng trọ của Nguyễn Văn Trường 20 tuổi ở xã Tân Tảo, huyện Thường Tính để tập kết pháo. Sau khi hàng về, phái đã mở một số thùng kiểm tra, khóa cửa phòng trọ và giữ chìa khóa. Ngày 14 tháng 10, khi biết công an huyện Thường Tính phát hiện thu giữ số pháo trong phòng trọ, phái lo sợ đã bỏ trốn. Lực lượng chức năng đã truy xét dấu vết đối tượng qua nhiều tỉnh thành phố như Lạng Sơn, Điện Biên, Sơn La, Đắk Lắk, Phú Quốc. Đến ngày 9 tháng 12 đã bắt được Nguyễn Mạnh Phái, bộ đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo chỉ huy công an quyền, tính đến thời điểm hiện tại, đây là vụ án tàn trữ pháo giới trọng lượng lớn nhất từ trước đến nay bị phát hiện trên địa bàn thành phố Hà Nội.